Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì 4 ngày trước mình đã có review về con app Bitmon nhưng mà nó chưa khởi chạy chính thức. Thì hôm nay ngày 8 tháng 7 thì nó đã chính thức khởi chạy nha các bạn. Nó mở bán cái vòng đầu tiên thì mời các bạn chúng ta cùng xem video này để xem cái con app này nó hoạt động như thế nào nha các bạn. Mình sẽ nạp tiền mình vô thử nhưng thử cái vận may xem có mua được hộp quà may mắn không các bạn. Thì ở cái lượt đầu tiên này á, nó mở bán vào lúc là 12 giờ nha các bạn, 12 giờ trưa ngày 8 tháng 7 năm 2024. Thì nó chỉ bán có 10 cái hộp quà may mắn thôi. Ê okay, bây giờ để nạp tiền mình sẽ bấm vào phần của tôi nè, xong bấm vô nạp tiền. Bấm nạp tiền rồi mình sẽ chọn số tiền mình muốn nạp đi. Bây giờ mình sử dụng mình muốn nạp 200 000 đi mình chọn 200.000đ nè, pay nè, có thể chuyển qua Momo, mua QR, băng nè, chọn băng nha. Bấm chi trả nè. Ok, ở đây thì sẽ có cái số tài khoản nè, họ tên người thụ hưởng nè, rồi nội dung là nhắn nè, nhớ nhập cái nội dung là nhắn này vào cái nội dung chuyển khoản nha các bạn. Oh, cái lúc mà mình chuyển tiền các bạn có thấy cái dòng này tên người nhận đó là cái công ty trách nhiệm hoàn tài chính hỗ trợ công dân luôn các bạn thì cái con này là nó có đăng ký giấy phép kinh doanh luôn nên mình nghĩ là cái con hàng công ty này thì nó sẽ sống được lâu dài hơn những cái con áp khác các bạn nên mình đầu tư một con này cũng khá là yên tâm rồi như vậy là mình đã nạp tiền thành công các bạn vào lúc là 12 giờ 17 phút nào thứ hai ngày 8 tháng 7 oh, Tiền đã vào rồi các bạn 235 ngàn Thì cái con này nó mới vừa chạy ngày hôm nay luôn Thì thì mới ra chỉ có 10 chiếc hộp thôi Ai là người may mắn sẽ dành mua được các bạn Bấm vào dội vàng mua nè Rồi mình chọn là một chiếc hộp nha Mật khẩu giao dịch Rồi đi mật khẩu giao dịch xong bấm nộp các bạn Đang giảm giá nè Bấm chắc chắn nha Rồi bởi vì nó bán ít quá Nó bán ít quá các bạn nên mình không có dành mua thành công Mặc dù là mình có nạp vào đây 200 ngàn rồi Nhưng mà mình vẫn không có dành mua thành công Để các bạn biết là các bạn mua thành công hay không á Các bạn vào đây nè Đây là có cái phần lịch sử nè Mình bấm vào mình xem Nếu mua thành công thì nó nằm bên cái mục là mua thành công nè các bạn còn mình mua không được là nó nằm bên một mua không được nè mình mua không được nè các bạn ngày 8 tháng 7 là 12 giờ 20 phút mua không có được tại vì cái cái hộp quà nó ít quá mà nhiều người dành mua các bạn vừa mở bán ra có 300 người nhào vô mua liền cho mình dành không có lại các bạn thì cái con này mình cảm thấy nó rất là giống cái con Goleon ngày xưa các bạn nó cũng theo cái hình thức mà tranh mua nhau như thế này nè thì sau mỗi cái lượt mình tranh mình mua thì cái lượt bán thứ hai nè bạn đây là nó để là level 2 đây là cái lượt rao bán tiếp theo thì cái lượt giao bán tiếp theo này thì sẽ có 13 chiếc hộp bí ẩn đó thì các bạn sẽ tiếp tục bấm vào cái nút vội vàng mua nè mình tiếp tục mình bấm vào cái nút vội vàng mua nha mình chọn số lượng là một nè tùy theo cái mình nạp bao nhiêu tiền đó thí dụ như mình nạp 200 trăm thì mình chỉ có thể mua được một chiếc hộp bí ẩn thôi còn thí dụ mình nạp mình nạp hai triệu mình mua được 10 chiếc hộp bí ẩn các bạn nói chung là mình nạp nhiều tiền thì cái tỷ lệ mình giành được cái quyền mua hộp nó cao thôi chứ không phải là mình chắc chắn là mình sẽ mua được các bạn cái này cũng hên xui dữ lắm tại nó, nó mình thấy là nó, nó bán ít quá cái người chơi thì đông mà nó bán uh, cái số lượng ít quá các bạn rồi bây giờ mình sẽ nhập cái mã giao dịch cái mật khẩu giao dịch vào để mình tranh mua nha các bạn rồi bấm vào nạp nha rồi cái nó, nó, như vậy là mình đã tranh mua đó bạn Để mà biết mình có mua thành công hay không Thì mình phải vào cái nhóm Thì mình sẽ để đường link nhóm telegram của nó vào uh, Cho các bạn vào các bạn tiện theo dõi Thì đây cái nhóm telegram nha Có đầu tư cho các bạn 5k2 subscriber Thì tất cả mọi thông tin sẽ công bố ở đây Thì sau cái dòng đầu tiên á, Thì uh, chúc mừng 10 thành viên may mắn để mua được Thì cái giai đoạn 2 đã bắt đầu thì ở đây sẽ công bố cái cái khung giờ cái giờ cái bao bao nhiêu giờ là sẽ mở bán cái đợt tiếp theo thì ở đây là mua thành công vào kỳ 2 sẽ thông báo được 9 giờ tối thì 9 giờ tối nay mình sẽ vào app mình kiểm tra xem là mình có dành mua thành công hay không nếu mình mua không có thành công thì mình cũng sẽ là tranh mua tiếp tục cái vòng thứ ba và mình mua thành công rồi á, thì mình cũng tiếp tục mình tranh mua tại vì cái này cái lợi nhuận á, nó sẽ tính theo từng vòng bạn mua <laughs> nếu như thí dụ cái đợt thứ ba này mình mua thành công á thì nó sẽ tự động nó bán mặt hàng của mình cho những cái người mà người ta tranh mua ở dòng tiếp theo thì ở mỗi vòng nếu mà mình tranh mua thành công á thì mình sẽ lãi 10% các bạn thí dụ như mình mua thành công một chiếc hộp với giá 200.000 thì nó sẽ tự động nó bán ra cho mình với cái giá là 220.000 đó thì nếu mình mua thành công mình sẽ lãi được là 10% các bạn đó còn nếu mình dành mua không thành công thì nó sẽ hoàn lại cái số tiền mình đã mua vào tài khoản của mình để mình tranh mua ở dòng tiếp theo và bạn có thể là rút tiền ra bất kỳ lúc nào Nếu các bạn không tranh mua th thành công quá nhiều lần, đó, các bạn chán quá, các bạn không muốn chơi nữa, các bạn rút tiền ra vẫn được Nó không bắt buộc là mình phải mua thành công mình mới được rút tiền các bạn Còn à, Nếu các bạn mua thành công một vòng, các bạn lãi 10%, các bạn muốn rút ngay lập tức cũng được luôn Thì cái cái hàng nó sẽ càng ngày càng nhiều lên các bạn, ở vòng thứ nhất là chỉ có 10 à, Chỉ có 10 cái hộp quý ẩn thôi chẳng hạn, nhưng mà đến vòng thứ 10 có thể là mấy trăm hoặc là mấy ngàn cái hộp may mắn đó, nó cứ vào rào bán từ dòng số 1, dòng số 2, dòng số 3, dòng số 4. Đến khi nào mà cái số hàng nó nhiều hơn cái số lượng người muốn mua á thì nó sẽ ngừng lại các bạn, nó ngừng lại đến này. Đến lúc này thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Ở thứ nhất là chúng ta sẽ chọn nhận hàng. Cái hàng trong cái hộp của mình sẽ là ngẫu nhiên hơn xui. Nếu mình chọn mở cái hàng ra thì hên xui mình sẽ nhận được những cái hàng mà từ giá trị thấp đến giá trị cao. Thí dụ như là những mặt hàng gia dụng giá trị thấp đến mà iPhone 15 Pro Max đó là hình xui thôi còn nếu các bạn muốn an toàn chơi an toàn không muốn chơi hình xui các bạn muốn nhận tiền cũng được nhận tiền thì mình chỉ nhận ra cái 200 trăm lúc đầu mình mua cái hộp quà đó thôi cộng với cái tiền lãi mình có được sau khi mình tham gia những cái dòng rao bán đó và cái con này nó có một cái điểm hay là bạn nếu bạn đi giới thiệu bạn bè đúng không bạn xem nè đây là cái, cái cái tài khoản của mình mình giới thiệu bạn bè miễn phí nha người ta không cần phải nạp tiền luôn mình vẫn có tiền hoa hồng luôn các bạn bạn thấy là 40 000 này mình kiếm hoàn toàn miễn phí và bạn xem đội của tôi nè mình bấm vào đội của tôi cho bạn xem là chỉ có 13 người đăng ký thôi đi kiếm tiền miễn phí với con này cũng rất là ngon và cái con này đó mình à, kỳ vọng là nó sẽ sống được rất lâu tại vì với cái 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 hình thức hoạt động này á thì, thì thì cái hàng quá ít của người mua quá đông như thế này đó, thì nó còn tồn tại rất là lâu dài các bạn mình à, cái cái theo cái uh, suy nghĩ của mình thì nó như vậy và tất nhiên những video của mình không phải là lời khuyên đầu tư các bạn mình chỉ review về cái quá trình của mình tham gia những con app này nó như thế nào đó đương nhiên là tham gia con app lúc nào những con app kiếm tiền online thì lúc nào nó cũng có rủi ro các bạn nên cân nhắc nha để lấy cái đường link đi chia sẻ bạn bè bạn bấm vào cái phần bong bóng chat ở phía dưới này nè đó thì nó có cái nút chia sẻ bạn bấm vào cái nút chia sẻ này mình mình dán cái link này cho những người bạn trên mạng xã hội của mình thì họ chỉ cần đăng ký thôi mình cũng có hoa hồng luôn mà bạn họ có đầu tư á thì mình sẽ kiếm được là tám cho level một nè do hoa hồng cấp 1 nè năm phần hoa hồng cấp 2 và hai phần trăm hoa hồng cấp 3 nó có đăng ký giấy phép kinh doanh đó đó là cái thứ nhất để mình có kỳ vọng vào nó sẽ sống lâu dài một chút rồi cái thứ hai á là nó có kho hàng nó sẽ giao hàng cho tận nhà của mình bằng cách là bạn nhập vào cái địa chỉ của tôi đây nè bạn điền cái địa chỉ của bạn vào thêm địa chỉ tên số điện thoại địa chỉ giao hàng rồi các bạn vào cái phần là cái túi của tôi nè bạn bấm vào túi của tôi bạn bấm vào bạn cập nhật những cái thông tin thẻ ngân hàng của bạn hoặc là bạn cập nhật cái địa chỉ USDT của bạn để khi bạn rút tiền nó về đúng cái tài khoản của bạn thôi ha à để mà đăng ký con này các bạn có thể nhấp vào đường link mình ghi ở phía bên dưới phần bình luận á thì cái dòng đầu tiên bạn điền cái địa chỉ email là cái dòng thứ hai bạn điền số điện thoại không cần điền số không đầu nha nó có mã dùng rồi đó tiếp theo nhập mật khẩu đăng nhập tiếp theo là nhập mật khẩu giao dịch và mình bấm vào cái nút đăng ký thôi những bạn nào nó có hiển thị cái ok bạn nào muốn tải ứng dụng về cài đặt cho điện thoại mình cũng được luôn con này nó có vừa trên phiên bản web vừa có phiên bản ứng dụng các bạn bấm vào phần của tôi thì ở dưới cùng này nó có phần tải ứng dụng là bạn bấm vào phần tải ứng dụng về cài đặt trong điện thoại của mình luôn bạn nào có thắc mắc gì hãy để phía bên dưới phần bình luận nha trong video tiếp theo mình sẽ giải đáp hết cho các bạn thì con app này mình thấy cái cách thức hoạt động của nó rất là hay đáng để mình tham gia trải nghiệm một lần các bạn ok và bây giờ sẽ đến cái phần quay random để chọn ra một bạn may mắn nhất là mình trao tặng cái phần quà là 10k Momo, hoặc là 10k thẻ cao nha các bạn ok thì trong video mới nhất của mình có 27 bạn đã bình luận nha Bây giờ mình xin nhờ máy tính chọn ra một bạn may mắn nhất, ờ, bấm vào nút bắt đầu máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên ra một bạn may mắn nhất để trao phần quà nha. rồi đó là bạn uh, may mắn gì là hai quy cỏ khô gì đó. Chúc mừng bạn nha, thì bạn hãy liên hệ với mình qua cái số zalo là 554 để nhận cái phần quà này nha. Những bạn nào chưa may mắn ngày hôm nay, hãy nhớ bình luận phía bên dưới video này. thì trong video tiếp theo mình sẽ tiếp tục quay ngẫu nhiên chọn ra một bạn may mắn nhất đã bình luận nha. biết đâu bạn sẽ là người may mắn tiếp theo. còn bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi. chào và hẹn gặp lại.